Chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình có dịp đi ngang chợ Phạm Thế Hiển ở quận 8. Sẵn mình ghé review cái gánh đu đủ của dì Hạnh luôn nha các bạn. Gánh đu đủ của được dì Hạnh bán đã được vài chục năm rồi nha các bạn. Đây thì dì bán với một cái dĩa chỉ 10.000 thôi, nhưng mà ăn thì rất là nhiều luôn nha các bạn. Hoặc là có nhiều người thì đến đây thì họ mua thôi, mang về, hoặc là nhiều người ăn tại chỗ. Đu đủ của dì Hạnh bán rất là ngon luôn, trái nào cũng ngọt hết á. Nếu mà không ngọt á thì dì Hạnh sẽ không bán. Mỗi ngày thì chị bán trung bình trên 100 trái luôn nhé các bạn. Có hôm á đỉnh điểm lên đến 170 trái. Đu đủ ở đây á thì dì lấy tại vườn luôn. Vườn theo dì nói là dì lấy ở Long An lên. Đu đủ này á thì hôm nào á mà chín nhiều á thì dì Hạnh sẽ bán nhiều, hôm nào mà chín ít á thì dì Hạnh sẽ bán ít. Đu đủ á nhìn nó rất là đều nhau luôn. Hương vị mà mình cảm nhận được khi ăn ở đây á là nó có một vị ngọt thanh, không ngọt quá, làm cho người ăn cảm thấy là không có ngán, bởi vì là có bỏ thêm đá xay lên, ăn nó vừa lạnh lạnh, nó vừa ngọt nhẹ, làm cho con người ta cảm thấy rất là thích ăn cái món này vào những buổi trưa hè. Gánh đu đủ của dì Hạnh á nhìn nó cũng không có gì quá là cao sang lắm đâu, nhưng mà nơi đây á thu hút rất nhiều người đến đây. Ăn rồi á thì họ truyền tay nhau, người này ăn rồi cũng sẽ người khác đến ăn. Thầy là một lớp là xong ngay. Coi kéo dù lên nha, nắng rồi này ơi. Tại vì con đi 3-4 giờ không thấy đâu. Không, 3 giờ về rồi. Coi chừng dù bọc sơ hết lên. Lạnh hay không lạnh nè? Lạnh. Nãy để cái này rửa lại cho bọc sơ nè. Mẹ luôn. Hai bịch nữa. Bắn nhiều nhiều mẹ. Nhầm nhò gì. Bột vô luôn. Bột. Bịch đó lại nhiêu gì Hạnh? Trời ơi có 10.000 hả? 10.000 hả? Nè mày thấy không? Bịch này mày thấy chưa mà 10.000 này mày thấy không? Nè cái này mày ăn hả Tâm? Này nó nhiều lắm mà ăn hết đâu. Nào ta không bột nào là mày ăn đi. 10.000 bịch chà bá luôn. Để cho người ta ăn. Vô luôn nè. Mình nó để trên nè. Nó không bột á. Đừng đớp cho tao nè Tâm à. Đây bắt đầu trái đây. Trời ơi nào giờ mà ăn lạnh đây con lạnh nè. Nhà bây giờ chúng ta gọt đu đủ nè các bạn. Nào giờ y vậy thôi. Anh cứ mở vỏ. Bây giờ ít tôi lấy ra. Nó gọt đó. Lấy ra sao nó gọt? Rồi uống cho anh 50 nữa uống ơi. Bột vô nhẹ nhẹ luôn nè. Cô lấy hai trái chừng nào cô ăn nè, cô nói tôi nghe nè. Ăn chín ăn dẻo dẻo nè. Chín luôn á hả? Trời ơi ngon lắm uống ơi. À trời ơi nó rất ngon. Ngon uống ơi. Chị lựa cho em ngon cho em đừng có lo. Làm chị không có đưa đâu. Ai mà thèm làm cái chuyện vậy em. Cậu lắc tôi bao cậu hai dĩa đây nha, đừng trả tiền nha. Dạ phải. Phải. À xây một em cái này qua bánh nó gọt nè. Ngày mai ăn chín mùi luôn á em. Mùi luôn á hả? Nè bột trái nè, ăn nãy bán xe cổ nè. Trời ơi thử kỹ chưa em. Nè bán rẻ luôn nha, hai trái trời ngon quá mày ơi. Hai trái này ngon lắm nè. Này chín cỡ cỡ nha con. Quá trời chín đưa rồi mà giờ xây qua cho nó gọt, mình xây qua nó cho nó gọt đi.
no dữ. Ăn hai dĩa này là no nữa. Sao mở kinh lên thấy kinh nào không? Cảm ơn cô nha. Thôi vậy là vui rồi đó. Ngon này còn thấy không ha? Cái vỏ xanh xanh mà con thấy cắt ra ngon. Đúng rồi, cái vỏ xanh xanh mà ở trong nó chín. Chín cây. Hai cái ăn đủ đủ thì đi ngang chợ Phẩm Thế Hiển ghé vô gặp nha chỗ dì Hạnh nha. Ông trai nó ăn cũng mạnh ghê hả nè. Nó hút hơi hai dĩa. Đây nè, hai cái trái của cô mới là ngọt cắt cần cổ đó, nói cho cô biết luôn. Hai cái trái của cô đó mới là ngọt cắt cần cổ đó. Ngồi đây và biết liền vậy. Tôi nè con bỏ nè đừng nói cô nha. Nè em kêu tôi bỏ 40 mấy trái đó, nói cho cô biết vậy đó. Không ngọt, không ngọt hay sao con? Lạc dục liền, nó lắm thật. Tao làm nó mà nào giờ cái này luôn. Mẹ nó cho cô, sợ. Tao làm ăn mà biết rồi. Thèm bán thì phải thèm bỏ đâu. Nó uy tín không có thèm làm đâu. Con duyên lâu dữ vậy. Này. 100.000, 200.000 mình ăn cũng hết. Mai người ta nói rồi, người ta nói. Hỏi nay chị đáng đặt chắc là được mua luôn. Mình có thiếu gì đâu, mình có gì đâu mà phải lo, phải đàm cái chuyện mờ ám, không thèm đâu. Ngoài nó xanh mà trông nhìn trông đã thì chứ. Bữa nay ở vườn chưa chín dữ hay sao con? Mai á, ngày mai mới về mới là 107, 108. À. Ngày mai mới về. Là bữa nay hết sớm rồi. 102 à. À. Không có nhiều. Tao về sớm tao cũng nằm ở nhà, tao có làm gì đâu. Nằm giả cá bát, sạch mặn hoài. Vừa trời, đâu cần quan trọng nè. Có chim đớp đây. Đâu có cần đẹp. Cần sức khỏe nè vàng nè cô ạ. Không cần cái gì đâu. Sức khỏe là cha người ta rồi. Mình có túng thiếu gì đâu lấy em. Đủ ăn đủ xài rồi. Lấy gì nữa. Dư sức xài luôn á. Không phải mình khoe. Tại mình lo mình làm ăn. Ông trời không có cho mình. Mình không có cờ bạc. Đó. Ông trời không có cho mình thôi chứ cũng không phải hay ho gì. Vậy là chỉ còn bán nhiêu đây nữa là cô Dư về đó. Đó trời có 102 ngày đó, giờ đi xong hết rồi đó. À. Còn nước nhiều nó bỏ nước uổng mẹ ơi. Có cái khăn sạch kìa, cô không lau tay. Ừ, lau đi. Ăn luôn đơn trăm thôi. Hai trái khổng lồ với hai dĩa. Rồi cô về. Cảm ơn cô nha. Mua ở ngoài thì cũng phải coi chừng. Cô mua thì cô mua cũng được thôi. Nhưng mà cô mua thì cô coi kiếm mấy chỗ nào ta cho thử luôn. Mình chắc tao không cho thử đâu. Hả Thí? Tao không cho đâu Thí ơi nè. Mua cho hả? Mua đu đủ trái đâu có thử được. Chỉ có ở đây mới được thử thôi. Ở đây thử à, đâu sợ đâu. Cắt ra để quên. Ở đây đâu có sợ đâu. Thử à. Tôi đâu có làm mờ ám mà tôi sợ. Có thấy tiền không? Dạ anh nói nè. Ăn miếng bữa no luôn. No luôn, nhưng mà tốt mà, no tốt, không phải no sơ no ấy đâu. Con ăn nó về đây. Ăn qua đi ngồi nè. Rộng rãi nó mát mẻ. Thì cái chỗ nào mát mẻ nào có. Bây giờ ăn lạnh đây không nè.
Dạ. Bạn hôm nay nhiêu tuổi rồi? 27 cô. 27. Chắc chưa có gia đình ha? Chưa. Ôi mà chỉ có sếp vậy con, cho mệt vậy. Thôi hả? Thấy không? Không cho ăn của bạn nữa theo. Mà ăn kiếm nào ngon ngon coi đó. Cậu thấy vậy chứ không phải vậy đâu ha. Đừng có giỡn nha cậu nha. Cứ giỡn đâu có ăn đâu. Nãy xong rồi qua cho một dĩa ấy nè. Tiếp ăn là về thêm.
cũng phơi 30 nè. Cho cái bao nè để nó rớt á, hãy cứa vô cho nó đứt rồi đó. Bỏ đá hay không nè. Đó, đi tới quế cô không sợ. Hai. Rồi cô về cảm ơn cô của tiền đất tiền nè. Rồi cho tao một dĩa nước đá đầy luôn nè. Rồi đổ luôn, hấp luôn nè. Đầy dĩa đá luôn. Này bán vui chứ. Quá vui luôn. Thấy không, lần hết rồi đó. Đó, đợt con tăng nữa là xong rồi đó. Nay thì về sớm. Nay về sớm rồi. Sớm làm thịt mạng này chứ có làm gì đâu. Ăn đi về em. Rồi, ăn kính, ăn kính ăn dễ dẻo ăn sao nè. Lạnh không? À, ăn dĩa này mới ngon nè. À, con tành gì hạnh nè. Có chừng rớt nè. Vậy nó vui. Ăn đi về con ơi. Hai chục hay 10 ngàn? Cắt cỡ hay cắt dài dài? Đưa hết chị Hạnh nè. Vô luôn nè, lấy cái khăn lau tay, khăn sạch kìa, thấy không? Đó, lau tay sạch sẽ nè, 20 nè. Cắt dài dài quên hay sao nói nhiều quên rồi. Cắt dài dài hả cô? 20 á. Cắt cỡ 20 hay là 30? 30 cho cô hết trái này luôn. Nè, thử không? Quá trời nữa, gì nữa. Quá ngọt. Ăn hết luôn cho rồi đi. Biết cá không? Không. Đỏ không? Không. Nào cá tụi mày. Đúng không má? Không, phải cắt con dao nó bán nè. Cắt con dao nó bán, nó bé không dám cắt mạnh đó. Nè, cắt từ từ nè đó. Trời mẹ mèo à. Bằng hai cái bao hay một cái bao nè. Được rồi. Rồi lấy 30 này, cảm ơn cô. Tắt quạt lau ghế nè. Cảm ơn. Rồi con ăn đi về con ơi. Mấy người ăn đông không? Rửa trái là nhiêu rồi. Mấy người ăn, con nói mấy người ăn đây có lấy đá không nè. Không lấy đá. Con bỏ đẩy vô. Mấy người ăn hai hay ba? Nhiều rửa trái. Tùy theo. Mày mua người ta 30 thôi, tao lấy đi tao bán rẻ cho mày chứ. Không cần hỏi nhiều ha, lấy ngon không? Không có lấy lái được không? Hết trái được không, chịu không? Bán rẻ luôn chịu không? 30 đúng không? Nè, không đá nè. Nè, thấy chưa? Đưa hết con luôn nè, thấy không? Bán vậy đó. Không đá. Cho em cái bao này, lấy về xa, về gần đây. Không, lấy bao này, để. Còn cái bao này không được, không được. Con cắm tiền vô dành lấy cái bao lớn cho con chồng vô nè, không có được. Chạy nó bụi không có được đâu. Nè, vô luôn nè. Bộ quan cái nhẹ cho em nè. Đúng không? Chạy tới đâu cũng không có sợ nó. Khăn ngon ha, con thấy khăn nó đã chứ. Xài nó đã gì đâu. Này bán hay sạch sẽ. Nếu một bữa là 10 con bên á. Mỗi ngày hả con? Một con bên á, một bữa chạy là 10 con. Hơn bán hủ tiếu nữa. Còn gì nữa. Người hùng nữa đó. Sạch sẽ đàng hoàng. Rồi đây. Cảm ơn con nha. Rồi con về. Nè, để khăn lau ghế luôn này. Cảnh bán không? Chắc nháy chưa? Nhanh thiệt. Tới đây ăn là bao vui luôn nha các bạn. Khỏe thôi, mệt quá. Là sáng ngày là 6 giờ là về hành bắt đầu dọn ra rồi. Nếu mà ai ăn là 6 giờ. 6 giờ bán rồi đó, cho dọn gì. À, sáng giờ là bắt đầu bán rồi. 6 giờ là bán rồi đó, ở đó. Nhìn nó qua bên đây lau ghế bên đây luôn. Nhìn nó đều đều, trái nào cũng như trái nào hết. Chín tới á.
xô cái giấy đỏ vô luôn, xô vô luôn, lụm hết trên trơn cho sạch sẽ giùm nó đi. Mọi người có đi ngang đường Phạm Thế Hiển, ngang chợ Phạm Thế Hiển là nhìn bên tay trái là trước cửa chợ luôn, là Dì Hạnh ngồi ngay trước cửa chợ Phạm Thế Hiển luôn nha mọi người. Cặp đường Phạm Thế Hiển luôn. Dạ chiều nay á. Dạ. 7. Chắc cỡ 7 giờ. Vậy kênh nào? Dạ. Có YouTube có không? Dạ có. Hay vậy? YouTube mà. Rồi. Lẽ gì ta? Cái tên Đằng Sinh. À. Giờ làm sẵn để hội khách ra đông bán không kịp. Bán không kịp. Cái bụng quán là hết bây giờ rồi nè. Bữa nay là có 120 thôi. Rồi gom xuống hết nè. Dù bọng mà kéo lên luôn nè, xô dù lên luôn nè, hai dù mình tống lên luôn nè. Mau lắm mấy con. Dạ. À đây 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 cái này đây đây đây. Dạ không tính tiền chứ. Không. Nó bực rồi, bực rồi à. Tao biếu mày là tao biếu mày. Đưa tao không có lấy đâu. Nhỏ thôi. Đây. Cái nó về hả vậy? Vậy. Cái nó về à? Vậy rồi. Cái gì? Vậy xe đó kìa. Đi đâu rồi không biết nữa. Có chuyện gì không? Đó đưa cho ông ta đầu rồi. Đâu vậy? Mới nha hả? Thôi mày đi đi, nó đi lâu lắm á. Không có gì nào có lợi đâu. Mày chạy ra chỗ bán một dịch lộn này mày gặp hết là mất. Đi đi. Mốt con ăn đậu xem nữa. Đó bên đó tao chỉ bán. Đó con quẹo qua nó luôn. Mắc rươi luôn. Thấy không? Tắt cái đất mình quẹo ra mình chạy nó rộng rãi. Rồi là cái bầm ghê đó. Mà mày quay. Ủa giờ này cô gần về hả? Gần về đó. Bán cái bơi gần hết rồi. 6 giờ nó về bán sắp hết rồi. 6 giờ cô ra hả? Nay có 120 trái à. 120 trái mà giờ còn mấy trái à? Nay có 120. Thường là 170-180. Bữa nào sáng 6 giờ cô cũng bán tới hết về hả? Bán tới 2 rưỡi á. 2 rưỡi. 6 giờ sáng tới 2 rưỡi trưa nha. Cái này ngọt thiệt chứ. Chưa. Nhà có chồng mà không ngọt. Nó chưa ngọt đâu, ăn được thôi. Còn ngọt dữ nữa. Đúng rồi, đây. Ở đây ngọt này. Tao mày vậy đó đó, không lấy tiền đâu nè. Không lấy chứ. Không. Tao mày á. Thôi. Không. Tiền gì 10 ngàn bán cái nhiêu đâu dữ vậy. Mà nghe con Sài Gòn phố nói hả? Có một dĩa rồi còn một trái không tính tiền, không nghe con Sài Gòn phố à? Nghe Sài Gòn phố nói sao? Kênh đó thường qua không con? Hai lần mà nó quay hai lần. Hai lần hả? Lần nào quay tao, tao coi quá trời. Tao dưới đậu xe một chiếc không sao? Ở đây rộng. Bên đó ta nghĩ là đậu ba, đưa đó là được ba chiếc. Mắc rưỡi luôn. Chợ này ta đâu có bán nổi, mướn tháng 5 triệu sao bán nổi. Đó bên đó ta nghĩ rồi đó. Bán được tháng nghỉ rồi. Đợt này dịch cúm nữa, bán cũng khó khăn hơn lúc trước. Không phải, bán cái này bán quần áo. À. Mẹ có gì dọn ông gọn vô lần vô nha.
tại vì về sớm á, tại vì đu đủ nó không có chín kịp á. Dạ. Ngày mai nó mới nhiều. Ủa đu đủ này là lấy ở miền Tây ra hả cô? Long An, dì ruột, dì ruột có dì chồng chứ không có ai. Ở Long An luôn hả? Đúng, dì bán được hàng chín cây không à. Dì có gì chứ không có ai xa lạ đó. Đang được bán hàng chín cây mua tim. Chín cây nó phải ngọt dữ. Đúng rồi, cái này ngon. Xanh xanh không á. Chưa tao về. 2 giờ tao về, nhớ em nó ngồi tới 2 giờ rưỡi. À. Có tiếng cái vừa giờ bán nó vừa dọn về, dọn dẹp vừa bọng hơn. Cắm cánh rồi vừa dọn. Bữa nào cô cũng bán luôn hay sao cô? Có nghĩ lắm. Có lúc trước nó đủ lạc á, có nghĩ. Tháng trước á. Lạc á, mấy người bán trái thì bán được, chứ mình bán sẻ bán được. Ừ. Khó. Ừ. Con thấy cái khó lắm á, phải dẫn chơi đâu, ngon ta, không có ăn đâu. Này mình có lựa không con, hay là không, hay lấy đại? Đây anh trong nhà mà, cứ hàng chín cây không à, ưu tiên cái hàng chín cây đó, chín cây nó ngon lắm, ít có lạc. Lâu lâu vài trái thôi là bỏ rồi, là mình đã bỏ rồi. À. Mày kênh gì có mày? Minh Hiếu cô. Nó lạ, cái tên lạ vậy. Cái lạ lạ. Mới quay hay con mới làm hả? Ngay năm rồi. Vậy hả? Dạ. Đa số con đi là nếu mà có thể trưa nghỉ trưa hoặc là chiều mà. Tại là bình thường làm. Chào quý vị và các bạn nha, hiện tại mình đang ở có mặt ở trước chợ Phạm Thế Hiển. Chỗ cửa hàng bán luôn. Nha các bạn. Kéo hết xác ra luôn. Lấy tờ giấy đi dành để xài lại, đi dùng hết thì rác dưới dơ lắm á. Rồi dẹp hết luôn, kéo lên luôn, đúng rồi để đi. Trên tờ giấy đi chị. Dính ra dẻo dẻo không? Không. Nó cắt dài dài. Ăn vừa thôi ra, đừng ăn chín quá ra. Ăn dẻo quá. Ừ, ăn dẻo dẻo quá, đừng ăn chín quá, có ngon đâu. Ừ, để tôi lấy cho cô, đừng có chỉ gì hết trơn á, để tôi tự lấy cho. Chính đó, để cái dẻo nữa, dẻo nữa đâu. Nè, cô chờ tôi một xíu. Dẻo nữa là cô khoan cái này, cô cắt dài dài cho cô nè. Rồi, dẻo nè, cô 30 nè. Đây, liếu luôn, đưa luôn. Lấy con một dĩa nữa gì? Này, ăn dữ ta. Đây, cái này cô 20. Rồi giờ anh bao con 2 dĩa luôn. Thôi con trả ăn tiền đi. Tiền bạc cái gì không biết nữa. Đây là trước chợ Phạm Thế Hiển nha các bạn. Vì bán từ sáng 6 giờ bán cho tới hai giờ hết. Rưỡi tới 2 giờ rưỡi. Rồi hôm nay bán hết sớm bên này. Hôm nay có 120 trái à, giờ này gần hết giờ con mẹ qua gọt luôn. Thường thường gì anh bán trung bình một ngày nhiều nhất là bao nhiêu trái nhỉ? 170 rồi hả? Nay nó tăng tăng. Mỗi ngày nó mỗi tăng. Rồi mẹ rửa dẻ gọt luôn nè, dẹp cái miếng giấy vô nè, để dành xài nè. Ủa gì hả? Dì Hạnh bán cái này được bao lâu rồi dì Hạnh? Ủa con... Hạnh 170 á. À, con mới biết đây luôn á. Còn tháng nữa là, còn tháng nữa là gì quên rồi con? Là 50 năm rồi. À. Tháng 12. Kéo rồi lại kéo hả?
Đây chỗ này làm rất là sạch sẽ luôn. Đậu 10 chiếc xe cũng được, có xe nó 1 tiếng. Nè rửa dĩa đây. Chắc đậu 10 chiếc xe luôn. Đây là bán trước chợ Phạm Thế Hiển luôn nha các bạn. Rồi quá gọt luôn. Mười ngàn nếu không đủ, còn dĩa lũ nó còn thấy không, quá chừng không? Mười ngàn dĩa quá trời luôn. À, ăn no luôn chưa? Ngon không? Mà đu đủ đây nó ngọt thiệt. À, no chưa? Chà bá luôn. Quá trời luôn.